Không làm gì, không thèm điện cho anh câu nào. Lại chờ đi sửa à? Mất tiền. Lại mất tiền. Cái thằng ông lại bị cái thằng tay cái nó lừa nhỉ? Cái chế à? Chế xăng không ít quá à? Cái này xỏ nhiều vào một tí, đổ bê tông xỏ nhiều một tí. Cái kia hàn chưa? Chưa hàn đâu. Anh em tí hai cái cột hai bên anh hàn cho em cái dâu chứ. Anh chưa hàn đâu hả? Tí hàn chưa? Đẹp chưa? Ôi giời. Anh em bảo thôi, nếu mà không có điện thì Tết tháng L tháng Đó, Hiệp xin chào cô ba anh chị và tất cả mọi người quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tam Giác Mạch. Hôm nay thì không thể chậm trễ rồi. Sau nhiều lần ăn chửi thì cuối cùng thì em chứ cũng đã tỉnh đầu ra rồi. Hôm qua thì nói thật là không phải cháu Hiệp mạnh mồm hay là ác mồm hay là hành dân đâu, mà là thế này với các bác là gì, là ngày hôm kia cho nên lên đây ấy, là anh em mình chạy mưa về lắp cửa xong rồi chưa lợp mái, chưa làm gì được, bởi vì là máy nổ không hàn được và cứ máy to phát là lại chết. Thế thì cháu Hiệp liên hệ ở dưới ủy ban xã, bên các anh công an bên xã đấy, thì là các anh ấy đồng ý cho mượn cái máy rồi. Thì hẹn em chú là sáng hôm qua là đi xuống đấy để cháu Hiệp lên làm việc xong là mượn máy về anh làm. Đúng ra là hôm qua là xong cái này rồi này. Thế tuy nhiên thì gọi thuê bao xong
đến tối hôm qua lúc anh Duy hỏi thì vẫn chưa có máy. Quá mới gọi điện xem là một ngày nó làm cái gì, nó ăn cái gì mà mãi không trở cái máy. Thế thì hỏi ra thì mới biết là không có xe. Không có xe với không có gì nhỉ? Vâng, với cái gì nhỉ? Không có tiền điện thoại. Anh nghe này, nhà em có 3 anh em, 4 anh em trai, ai có xe máy mà không mượn được. Là biết rồi. Biết tên máy đi làm. Thế thì mấy nữa thì anh bán cái xe máy của anh cho em nhá. Để em trả nhá. Khi nào em có tiền thì em trả anh. Được không? Anh cho nợ đi trước thì có tiền thì trả anh sau. Có tiền thì em trả đấy, đùa đấy thôi, không mày lại nợ anh đến năm sau thì chết anh. Rồi, mày, ơi, mày biết thế, anh không thấy thợ nữa cho mày tự xây nhà luôn, cho nó nhanh. Hai cái tấm tôn này thì có thể tận dụng lại được. Ô, thừa một tấm à? Sao thừa nhỉ? Hỏng 2 tấm, mua 2 tấm. Thôi không sao, cỏ của thừa là của mình. À, dùng để bắn mái bếp cũng được. Hôm nay chính thức là xong rồi nhá anh em, mình chỉ còn một ngày bắn điện nước nữa thôi. Còn tinh tăng hai bên sườn cho em mỗi bên khoảng 3 nữa nhé. Tối nay là được nhà mới rồi nhá. Tối nay ngủ được rồi. Đúng là chào bố của lửa nhá. Đây, mọi người ạ. Thật ra thì không làm thì nó lâu thôi, làm thì nó rất là nhanh. Cũng rất là mừng là hôm nay thằng em lại tự giác và tìm được xe để mang cái máy đi sửa rồi. Xong rồi anh, lúc mình lên xong luôn. Nhà này nợ nhá. quay trở lại cái câu anh em mình vừa chia sẻ đấy là thực ra làm thì cũng rất là nhanh thôi. Nó mỗi một cái là liên quan đến điện. Do vậy là nó mới cho khán giả xem video không hiểu thì cứ bảo là anh em mình thế này thế kia, câu giờ nó kia, nhưng mà cũng không phải. Bởi vì là cả xóm cái dây điện này nó để thắp sáng thôi. Bên dưới thì đã có điện, đường lưới điện quốc gia đi qua hết rồi, nhưng mà người ta chưa đấu điện thì mình cũng chưa thể nào mà xin hoặc là có điện khỏe được. Tuy nhiên thì chắc trong thời gian ngắn nữa thì cả cái mấy thôn ở trên này sẽ được đấu điện, thì lúc đấy là em chứ cũng sẽ cầm hộ khẩu xuống và đấu điện là tha hồ mà dùng rồi. Đấy, hai bên tường của nhà em chứ thì anh em mình úp sườn và bắn vít hết rồi. Đấy. Rồi còn cái khung thì mọi người đã xem những cái 3-4 thước phim cũ thì đã biết nó quá là chắc chắn rồi. Đó. Mái hiên các thứ nữa. Nói chung là không còn gì tuyệt vời hơn rồi. Cái này. Mất rồi. Lại bỏ mất hết. Cắt mấy mảnh sắt hàn vào kia để cho nó đổ ấy xong rồi. Đi làm nốt cái khóa. Chứ ơi, cái điện này có dùng được máy cắt không? Không phải. Chỉ thắp sáng thôi à? Thế thì anh phải dùng hết máy chạy pin của anh. Nước thì bây giờ không có nước này, không biết là cái téc em lắp ở trên đấy lắp kiểu gì đi. Bây giờ sẽ làm nào, nước dùng như nào, xách à? Xách từng xô một à? Không thì cứ đặt cái téc ở trên đấy xong là mỗi lần bơm cứ 1 năm bơm giả tiền người ta 1 lần thôi.
để còn nước sử dụng chứ. Bây giờ em bảo xe thì không có riêng cái việc em đi xách nước một là hết, mất hết một buổi rồi, thế thì cuộc đời còn làm ăn cái gì nữa, đúng không? To hơn à? Nhiên là ra cái nhà này. Giống cái nhà luôn này. Cái nào không có mắt thì ra cái chuồng. Cọc cọc cái. Chỗ này cái này trên cao ấy, anh bắn dày ngon lành. Chứ mấy nữa điện là lấy đâu ấy? Điện lấy đâu? Điện đây không có đâu. Thế thắp đèn dầu à? Ôi giời ơi. Thế kéo ở bố mẹ sang. Đây dây điện nhà nào đây? Điện của họ thôi ấy. Kéo đường này mấy nữa. Đây họ có cho lấy kèm không hả chứ? Không cho lấy đâu. Thế thì em kéo ở dây to dưới lên đi. Nó như có chạm ở đây. Cổ đứa kia ăn. Cái dây to em không có đĩa đâu. Không có à? À không, đội cột to thì chưa có rồi, nhưng mà ý cái dây to mà họ nối đây này. Nhưng mà nó không cho mình nối đấy. Không cho à? Vâng, mình đặt tiền cho nó không cho đấy. Bây giờ cho thêm mày nữa thì bọn nó yếu, bọn nó thắp đèn thì nhìn thấy nhau. Bây giờ thì có cái cột đây. Bây giờ điện nối to. Thế thì làm thế nào bây giờ? Bây giờ xong nhà mà không có điện thở thì làm thế nào? Đèn năng lượng, tiền đâu mà đèn năng lượng. Chú cơ, nhà đẹp không? Không à? Lúc chơi dông gì dông à? Gì dông đấy? Gì dông? Cô gọi lúc dông gì dông? Cô ngọt dông á. Ờ, bu mà dông á. Tao dông đấy. Dòng này thì là có rất là nhiều cái vấn đề mọi người ạ. Xong nhà, xong mái, xong cửa rồi, xong hiên rồi. Tuy nhiên thì lại có thêm vấn đề đó là gì? Điện thì không biết lấy thắp sáng ở đâu. Cái đầu hút tiếng đâu. Nước ở đây thì cũng không biết là lấy ở đâu. Bởi vì như mọi người đã nghe em chú chia sẻ rồi, nước để xây nhà anh em cũng đều là bơm thuê, mất tiền. Ở đây cả xóm như vậy chứ không phải mỗi mình nhà chú nhé, mọi người nhắc nên là cả xóm bơm nước là trả tiền cho trưởng thôn. Còn điện, đây nó liên quan đến này này. Điện dây tổng, dây to ấy thì là ngày xưa cả xóm kéo là cả xóm mất tiền rồi. Bây giờ chứ mà muốn kéo chung với dây của cả xóm là sẽ phải mất tiền chung cho cả xóm. Thì chết tiền, không có tiền mà chung. Còn lưới điện mà cái cột to ấy thì họ kéo xong hết rồi nhưng mà chưa đấu điện. Mà đấu điện xong thì phải dùng sổ hộ khẩu lấy xuống để mà kéo được. Nên là chứ bây giờ có hộ khẩu riêng chưa? Có đâu. Úi dồi ôi. Thế thì bây giờ xong nhà thì điện anh em mình không biết lắp kiểu gì, lắp xong mà không có điện chạy thì lâu quá nó cũng hỏng đường dây, hỏng bóng. Nước cũng vậy, đấu nước xong mà không có nước để bơm lên thì cũng rất khó. Không biết là có nên lắp nước đàng hoàng không? Bởi vì như mọi người biết là cả cái xóm này là đi xách nước uống bằng những cái can 20 lít điện. Không nói phét một chút nào, bởi vì cái địa phương của ngài trò với sủng tùa, sủng dìa này ấy, là cả xóm đi xách nước uống chứ không phải mỗi một mình nhà nào cả. Thế nên là cái tỷ lệ mà gia đình có đường nước kéo trực tiếp vào nhà nó chỉ chiếm 1 đến 2 nhà trên cả 2 thôn thôi. Thế nên là đang tư vấn cho em chú là gì? Là cái test hỏng bây giờ, cái test không hỏng đâu mà nó móc. Tuy nhiên thì nước sẽ phải là bơm to thật là dung nước
một bình lại một một chút nữa em mua bao lâu? Nếu hai bố con nhau được không? Nếu mà được thì anh nghĩ là nên. Đấy, xong là không thì anh tính cái này này. Thế à? Không thì anh tính là anh sẽ làm máy. Làm máy không là cái chết đây là mưa về thì nước sẽ đập vào chết. Được chưa? Anh tính là ừ. Ê Duy ơi, quên mất anh gửi đồ lại đây, hôm nào nên bắn theo cái máy nữa. Đến 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 đến